Hiện nay nhờ chuyển đổi một số diện tích sản xuất kém hiệu quả nên diện tích cây ăn trái của Lâm Đồng tăng mạnh. Tuy nhiên một thực tế đó là đầu xa của trái cây địa phương còn gặp nhiều khó khăn, thiếu bình vững. Toàn tỉnh hiện nay có khoảng 30.000 ha trồng cây ăn trái, sản lượng khoảng 236.000 tấn. Các năm gần đây diện tích cây ăn trái đang tăng mạnh. Nhiều địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích các cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, đặc biệt là ba huyện phía Nam. Trong đó diện tích cây sầu riêng tăng mạnh nhất. Tuy nhiên quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ manh mún, thiếu sự liên kết giữa các hộ nông dân, cũng như sự liên kết giữa các khâu sản xuất và khâu tiêu thụ. Sản phẩm làm ra không có doanh nghiệp và tác xã làm đầu mối trong tổ chức sản xuất thu mua, tiêu thụ sản phẩm, dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm chủ yếu thông qua thương lái, chịu rất nhiều rủi ro, so, thiếu bền vững. Hiện nay trên địa bàn tỉnh mới chỉ có 22 chuỗi, 791 hộ liên kết, với diện tích chưa đầy 1.300 ha cây ăn trái. Sản lượng tiêu thụ liên kết đạt hơn 51.000 tấn, mới chỉ chiếm hơn 21% so với tổng sản lượng trái cây toàn tỉnh.